Quý vị thân mến, cổ nhân có câu: mệnh do tự tạo phúc, tự mình cầu. Dường như số phận chẳng phải sự rơi xuống từ trên trời, mà chính ta đã điêu khắc từng chặng đường bằng những quyết định khôn ngoan. Nhìn cuộc đời, chúng ta nhận ra niềm may mắn không phải là món quà tự nhiên, mà là hạt giống phúc báo. Chúng ta đã ươm mầm, chăm sóc và chờ đợi từng ngày từng giờ, quý vị ạ. Ai cũng đều khao khát một cuộc sống may mắn, suôn sẻ, tươi đẹp, nhưng thương tâm, mọi điều này phụ thuộc vào sự trả thù của số phận. Có người cả đời được yêu ái, no đủ, hạnh phúc. Có người làm việc chăm chỉ nhưng vẫn mãi vất vả, long đong. Có những người tưởng sống trong giàu, sang, phú quý, nhưng đến cuối đời lại chịu cảnh tán gia bại sản, nghèo khổ bủa vây, con cái ghét bỏ. Cho nên có may mắn, có hạnh phúc, chúng ta phải tích lũy chính những hành động lớn nhỏ trong độ tuổi sự nghiệp thăng hoa của mình. Nếu chúng ta bảo đảm được bốn việc này, về già sẽ rất sướng, viên mãn đủ đầy. Vậy bốn điều đó là gì? Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay, quý vị nhé. Điều thứ nhất, có thân thể mạnh khỏe sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu. Có thân thể khỏe mạnh sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện. Có thân thể khỏe mạnh thì bản thân mới có niềm vui. Thế nên bất kể lúc nào, có thân thể khỏe mạnh mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người. Thời gian càng trôi qua, chúng ta không chỉ sợ việc già đi, mà còn sợ một điều hơn thế, đó chính là bệnh tật. Còn điều gì khủng khiếp hơn việc mỗi ngày đều bị bệnh lớn, bệnh nhỏ quấn thân, mệt mỏi với thuốc thang và bệnh viện. Dù thức ăn có ngon cũng chẳng thấy thèm, dù cuộc sống còn tồn tại cũng chẳng thấy vui. Đánh mất sức khỏe cũng đồng nghĩa với đánh mất cơ hội để tiếp tục hưởng thụ những niềm vui thú của đời người, mà thay vào đó là một trái tim và cả cơ thể rã rời u ám. Chính vì thế, khi chúng ta chuẩn bị bước vào tuổi già, phải luôn duy trì sức khỏe, tập thể dục chăm chỉ, có lối sống lành mạnh và điều độ, để bản thân còn được tận hưởng nhiều hạnh phúc và khỏe mạnh hơn nữa trong cuộc đời. Ba việc đơn giản để bạn có được sức khỏe ổn định, đó là ăn đủ chất, chú ý giữ gìn sức khỏe và phải có sự tu dưỡng. Điều thứ hai, có một khoản tiền tiết kiệm. Tế nhiều người đã dành hết số tiền tiết kiệm của mình cho con cái và nghĩ rằng sẽ nhận được sự phụng dưỡng sau này. Tuy nhiên, khi đến dốc bên kia của cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng không có tiền tiết kiệm là tự đẩy bản thân vào những rắc rối. Vì thế, hiện nay nhiều bậc cha mẹ dẫu làm việc cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không ngại đầu tư cho con cái học hành, song họ vẫn để dành một khoản tiền tiết kiệm cho mình để không phải phụ thuộc vào con cái những năm cuối đời. Sau khi ra trường được 5 năm, anh Long đã làm việc chăm chỉ ở Bắc Giang. Đối mặt với cuộc sống khó khăn ở thành phố lớn, anh sẵn sàng tăng ca, làm thêm giờ và không ngừng nỗ lực. Sau 5 năm làm việc, cuối cùng anh cũng lên được chức vị trí quản lý. Bằng nỗ lực của bản thân, anh cũng đã mua được trước một căn nhà ở ngoại ô thành phố. Dẫu anh Long có nhà, có sự nghiệp ở tuổi 35, nhưng anh vẫn độc thân. Điều này khiến bố mẹ anh ở quê rất lo lắng với tất cả những lợi thế của mình. Lẽ ra anh phải dễ dàng tìm được bạn đời. Tuy nhiên, dường như anh đang gặp khó khăn. Dẫu được giới thiệu trên 10 người, nhưng cô gái nào cũng từ chối xác định mối quan hệ lâu dài. Lý do chung của các cô gái này đều xuất phát từ việc
bố mẹ của Trung không có lương hưu. Vì thế, họ cảm thấy nếu kết hôn thì bản thân sẽ phải thêm gánh nặng sau này, nên từ chối việc làm quen với anh. Nghe xong lý do đó, bản thân của anh và bố mẹ anh cảm thấy khá bất ngờ vì suy nghĩ của nhiều người hiện nay. Trên thực tế, nếu cha mẹ có thể chuẩn bị trước cho việc nghỉ hưu về già của mình, thì cuộc sống của chính bản thân chúng ta cũng càng trở nên dễ dàng. Không chỉ tiền nghỉ hưu, về già cha mẹ có khoản vốn vay thì bản thân dễ an nhàn, con cái cũng không phải lo lắng. Quý vị ạ, cuộc sống của mỗi người trong những năm về già, dù có tốt đẹp hay không, đều có liên quan trực tiếp đến tài sản và tiền bạc. Ở độ tuổi này, nếu không có khoản tiền tiết kiệm nào, phần đời còn lại sẽ vô cùng khó khăn. Càng lớn tuổi, sức khỏe, cơ thể và tinh thần càng đi xuống, khả năng chịu cày để kiếm tiền không còn hừng hực như lúc còn trẻ. Thậm chí có thể đến độ tuổi này đã nghỉ hưu và trông chờ vào con cháu. Vì vậy, nếu không tự tích lũy tiền bạc để hưởng già thì phải phụ thuộc rất nhiều vào con cháu. Cuộc sống không còn tự do, thoải mái. Chính con cái của chúng ta cũng không được thoải mái như câu chuyện trên của anh Long. Không có người chịu làm vợ chỉ vì bố mẹ anh không có lương hưu. Tâm lý của những người này là sợ phải chăm sóc cho bố mẹ khi về già. Vậy nên, nếu muốn tận hưởng cuộc sống an nhàn và lo được cho cuộc sống của con cái mà không cần phải quá lo lắng, cũng như không phải đối mặt với tình trạng khó khăn về vật chất ngay từ khi còn có thể lao động kiếm tiền được, mỗi người cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng khi cơ thể còn sức lực, cần chuẩn bị các khoản dự phòng bảo đảm khả năng chủ động về tài chính. Thực ra, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng không có tất cả. Cuộc sống của một người trong những năm về sau, đặc biệt là giai đoạn 50 đến 60, có tốt đẹp hay không đều có liên quan trực tiếp đến tài sản và tiền bạc. Do đó, một khoản tiền để dành là thứ có thể bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta sau này, nhất là khi về già. Bởi không có tiền, cuộc sống của bạn rất khó, hạnh phúc hay bình yên. Nhiều người nói nuôi con là để phòng tuổi già nhờ cậy. Sống thực tế, chúng ta nên giữ cho mình một khoản tiền riêng. Vì con cái cũng có gia đình riêng nên khó chu toàn mọi việc. Chúng ta nên tiết kiệm một khoản tiền để có thể làm những gì mình muốn, đi những nơi mình thích khi về già. Điều này cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Ngược lại, con cái chúng ta còn bớt đi một phần lo toan khi gánh nặng cơm áo, gạo tiền vốn đã rất áp lực trong cuộc sống hiện đại này. Chúng ta đã nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng, cũng đã coi như làm tròn trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ với con cái mình, nên số tiền dưỡng già nhất định phải nên có một khoản cho mình. Khi chưa vào quan tài thì chúng ta cũng chưa cần phải chia cho ai cả. Điều thứ ba, có một không gian để ở. Tình yêu mà bố mẹ dành cho con là vô tận. Con yêu bố mẹ là hữu hạn. Con cái bệnh tật, bố mẹ lo âu. Bố mẹ bệnh tật, con cái hỏi han vài lời là thấy thoải mái. Con cái tiêu tiền của bố mẹ thì dễ, bố mẹ tiêu tiền của con cái thì khó. Nhà bố mẹ chính là nhà của con, nhà của con lại chẳng phải là nhà của bố mẹ. Con người khi về già phải có một chỗ tránh gió, tránh mưa cho chính mình. Tục ngữ có câu, tủ vàng tổ bạc không bằng tổ ấm gia đình. Vì vậy, hãy bảo đảm khi về già,
chúng ta có một căn nhà làm tổ ấm. Khi về già, điều mà ai cũng cần chính là mái ấm của chính mình. Nhà là nơi ta sống, nơi ta trút bỏ mọi cảm xúc, nơi ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc và là nơi ta che chở cuộc sống của mình. Có nhà, tâm trí và thể xác của chúng ta đều có một nơi để trở về. Vì vậy, dù có gặp phiền phức gì đi chăng nữa, chỉ cần trở về đến nhà, chúng ta sẽ cảm thấy rất thanh thản. Nhưng có một câu nói nổi tiếng thế này: nhà của cha mẹ là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc đã là nhà của cha mẹ. Chính vì thế, bán nhà ở với con cái không phải là lựa chọn khôn ngoan. Đã có nhiều trường hợp bán nhà sống cùng con cái, cuối cùng lại không có chốn để về. Quý vị ạ, nhà của bố mẹ vĩnh viễn là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái thì chưa chắc là nhà của bố mẹ. Tổ ấm gia đình có thể nhỏ, nhưng mỗi tác trường đều có ký ức riêng. Từng viên gạch ngói, từng ngọn cỏ nằm trong tâm trí của ta. Trong tổ ấm ấy, chúng ta vẫn có thể thấy bằng chứng về ký ức của mình. Chỉ khi chúng ta có được mái ấm cho riêng mình, thì lúc đó chúng ta mới có thể hạnh phúc. Vậy nên, không nên sống cùng con cái, cũng không nên cho con cái sống cùng. Đó mới là lựa chọn khôn ngoan. Bởi nếu ở cùng con cháu mà phải sống một cuộc sống câm nín, nhẫn nhục để dung hòa sự khác biệt giữa các thế hệ, chỉ bằng chúng ta ra ở riêng, một mình, hưởng thụ sự thanh thản. Niềm vui đơn thân, tuổi già dẫu là nơi đô thành nhộn nhịp, hay là vùng ngoại ô yên bình, hãy sống ở nơi chúng ta cảm thấy phù hợp nhất với chính mình. Nhưng phải nhớ, gần đó có nhà ăn mà chúng ta yêu thích, có một nơi thư thái để chúng ta dưỡng già. Tóm lại, khi về già, chúng ta từng sống cùng con cháu. Nếu được, hãy sống gần, chứ đừng sống chung. Hay nếu có việc gì như chăm cháu cho con, thì cũng chỉ nên ở một thời gian ngắn. Khi con cái có thể tự lo liệu được, thì nên trở về ngôi nhà của mình. Có một câu chuyện như sau: mấy chục năm làm công chức, ăn rẻ tiết kiệm, ông bà Tâm cũng xây được ngôi nhà 2 tầng khá khang trang giữa làng quê. Ông bà nghỉ hưu chưa ấm chỗ thì vợ chồng anh con trai ở thành phố về thuyết phục ông bà bán căn nhà ở quê được bao nhiêu cho họ mượn để mua chung cư và đón ông bà lên ở cùng. Lúc đầu ông Tâm không đồng ý, vì bao nhiêu năm gắn bó với mảnh đất quê hương, giờ bỏ làng bỏ xóm lên thành phố ở, kể cũng nhớ lắm. Nhưng hết con trai lại đến con dâu ra sức năn nỉ với đủ các lý do, khiến ông cũng mủi lòng. Nào là bố mẹ có tuổi rồi, lỡ nay ốm mai đau, cần ở bên con bên cháu cho tiện, các con chăm sóc. Nào là nhà đất ở quê bây giờ đang có giá, bố mẹ bán đi cũng được nửa giá căn hộ chung cư chúng con muốn mua. Chúng con ở nhà thuê mấy năm rồi, tiền thuê nhà và thuê người trông trẻ nhiều hơn cả tiền lương của bố mẹ cộng lại. Bà Tâm nghe vậy tiếc tiền, xót ruột lắm, một mực động viên ông Tâm bán nhà để con trai mua nhà chung cư và ông bà lên thành phố trông cháu. Duy chỉ có người con gái của ông bà lấy chồng làng là không đồng ý với lý do: bố mẹ bán nhà đi như thế, mỗi khi chúng con muốn cho các cháu về nhà ngoại thì biết về đâu. Bà Tâm xuê xa: thì lên thành phố chứ đi đâu. Anh trai cô lên tiếng: cô là gái, lấy chồng hưởng phận nhà chồng, không nên can thiệp sâu. Không làm thế nào được, con gái ông bà Tâm
đành nín nhịn, chỉ ấm ức trong lòng. Lên thành phố được mấy tháng, ông Tâm đã thấy bí bách vì hầu như cả ngày ông bà ở trong bốn bức tường, không khác gì cái tù giam lòng. Buổi sáng ông đi bộ đưa cháu lớn đến trường, buổi chiều khi cháu tan học thì ông đi đón. Ở thành phố ai cũng cuốn vào công việc, hàng xóm láng giềng gặp nhau ở cầu thang máy chỉ gật đầu chào chứ không chuyện trò thân mật như ở nhà quê. Mấy ông ở cùng tầng chung cư tầm tuổi ông Tâm đã nghỉ hưu nhưng cũng kiếm việc làm thêm, người thì sửa xe, người thì làm bảo vệ. Họ không vướng bận các cháu nên không chịu ăn không ngồi rồi, thành ra ông Tâm chỉ có chiếc tivi làm bạn. Bà Tâm ở nhà vừa trông cháu bé, vừa dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và cơm nước. Thằng bé lười ăn, lại hay quấy nên bà phải đánh vật với nó. Vợ chồng anh con trai của ông bà thì đi từ sáng đến tối mới về, chưa ăn cơm tại cơ quan. Hôm nào bà Tâm không nấu ăn sáng thì anh chị dắt nhau đi ăn quán. Từ ngày có ông bà lên trông cháu, cô con dâu dần già về muộn hơn. Lúc ấy cơm tối đã được bà Tâm đậy lồng bàn cẩn thận, các cháu đã được tắm rửa sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, quần áo của ai đã để vào tủ của người ấy. Thành ra con dâu ông bà chẳng phải mó tay vào việc gì ngoài việc một tuần đi siêu thị một lần mua đồ ăn tích sẵn trong tủ lạnh. Ở quê đang ăn đồ tươi, rau sạch ngoài vườn quen rồi, ông bà Tâm cảm thấy thèm bát canh, quả cà mà cũng khó. Muốn nhắc nhở trực tiếp thì ngại vì ông bà sợ con dâu phật ý, cho rằng mình đòi hỏi. Không khí gia đình sẽ căng thẳng mà nhắc nhở con trai thì anh bảo, vợ chồng con bận lắm, về muộn là chuyện bình thường. Bố mẹ làm được việc gì thì làm, không làm được thì bố mẹ cứ để đấy. Ăn uống thì dần dần bố mẹ sẽ quen thôi. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ quê, bà Tâm lại gọi điện tâm sự với con gái. Biết bố mẹ vất vả lại không vui, cô con gái nửa đùa nửa thật. Bây giờ đích thị bố mẹ là ô xin rồi nhé, mà không được bằng ô xin ấy chứ, vì ô xin hàng tháng còn có lương, ngày lễ thích nghỉ về quê chơi cũng không được nữa rồi. Nghe con gái nói vậy, bà Tâm chạnh lòng lắm, nghĩ bụng, chắc nó nghĩ mình còn nhà đâu mà về quê. Bà kể lại với ông thở dài, thôi bây giờ thì trách ai, bà cũng thích lên thành phố ở cơ mà. Khi cháu thứ hai đi mẫu giáo, ăn bán trú ở trường như cháu lớn, thì ông bà Tâm bớt việc nhàn hơn. Chị con dâu bắt đầu than vãn về chuyện chi tiêu tốn kém. Nào là tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền đóng học cho con, tiền dịch vụ ở chung cư. Một lần vô tình, ông bà nghe thấy thì không sao. Nhưng nhiều lần ông bà cảm thấy con dâu cố tình kêu ca thì ông bà bắt đầu suy nghĩ. Ông giục bà, từ nay đưa lương của một người cho con dâu chi tiêu. Thế mà lúc bà ốm, không những chỉ có mình ông trông bà ở viện, mà ông còn phải bỏ số tiền lương để dành trả tiền viện phí cho bà. Ông thầm nghĩ, may mà mình chưa đưa hết ruột gan cho chúng, nếu không lại ngửa tay xin con, xin dâu từng đồng. Sau nhiều đêm mất ngủ, ông bà Tâm quyết định rời thành phố để về quê ở, sống những tháng ngày thanh thản tuổi già, vì các cháu lớn rồi, không cần ông bà trông nom nữa. Ông bà ân hận vì đã bán ngôi nhà mà suốt đời mình tạo dựng. Nếu có tiền, nay cũng không chuộc lại được, huống chi có bao nhiêu của cải
ông bà cho con trai hết rồi, giờ về quê mà phải nương nhờ nhà con cái thì mặt mũi nào ngẩng lên với dân làng. Ông Tâm đành bàn với anh con trai, đưa ông ít tiền để ông mua mảnh đất nhỏ, cất một ngôi nhà ngói ba gian làm nơi thờ tự tổ tiên và để ông bà có chỗ chui ra chui vào. Vậy mà anh con trai thản nhiên: bố mẹ đã quyết về quê thì vợ chồng con cũng không giữ được. Nhưng hiện tại chúng con không có tiền, hay là bố mẹ vay tạm ngân hàng thế chấp bằng sổ lương hưu của bố mẹ vậy? Khi nào có tiền chúng con sẽ trả. Ông bà Tâm đành ngậm ngùi không nói đi nói lại nửa lời. Nhưng chuyện gì ở cái làng quê bé nhỏ này cũng đến tai mọi người hết. Ai nấy đều bảo nước mắt chảy xuôi mà. Từ đó không có ông bà nào dại dột bán nhà lên thành phố trông cháu nữa. Người thì khóa nhà để đó một thời gian, người thì tuyên bố thẳng muốn ông bà trông cháu hộ thì đem cháu về quê, chứ ông bà không đi đâu hết, chả ở đâu bằng ở nhà mình. Điều thứ tư, tìm cho mình những người bạn già, hãy mở rộng lòng mình, kết thêm nhiều thiện duyên. Đây cũng là một bí quyết hưởng thụ cuộc sống của những quý tộc đơn thân. Hình ảnh những đôi vợ chồng luôn yêu thương, quấn quýt bên nhau từ thuở còn son tới khi đầu bạc răng long quả thực khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng nếu cuộc hôn nhân không được mỹ mãn như bạn mong muốn thì hãy mỉm cười mà chấp nhận nó cũng là cái duyên, cái nợ từ đời trước. Con người cũng chỉ nên vâng mệnh trời mà thôi. Khi bản thân ta già đi, những người quen, bè bạn, người cạnh bên đều cùng già đi theo năm tháng, đặc biệt là bạn đời của mình. Đó là người đã cùng ta gồng gánh gia đình suốt một thời gian dài, chia sẻ bao trách nhiệm và nhọc nhằn gian khó, cũng là người cùng vui cùng buồn săn sóc chăm lo, nắm tay đi nốt những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Có một người như vậy cạnh bên đã là một niềm hạnh phúc. Mất đi người bạn đời cạnh bên là một chuyện đáng sợ. Tuy nhiên, nếu vì những năm tháng bộn bề, công việc khiến quan hệ đôi bên rạn nứt hoặc nguội lạnh, nhìn mặt nhau mà chẳng nói câu nào cả, ngay người ở nhà mà lúc nào cũng bực bội, khó chịu, thì điều đó còn khủng khiếp hơn cả cô đơn một mình. Vì vậy, bất kể ở giai đoạn nào của cuộc đời, phải luôn trân trọng và quan tâm người cạnh bên, dành cho họ một tình cảm chân thành mà họ xứng đáng. Đó chính là giá trị tinh thần mà chúng ta có đánh đổi cả gia tài cũng không nhận lại được. Nếu mất đi, nếu buộc phải trải qua những tháng ngày cuối đời một mình, hãy là một người độc thân vui vẻ. Chẳng phải có câu rằng đời người hai lần trẻ con đó sao? Khi còn thơ bé, chúng ta rất ngây ngô, trong sáng, chẳng truy cầu, chẳng phiền muộn. Tới khi bạc đầu, khi đã nhìn thấu sự đời, chúng ta lại học được cách buông bỏ, ít truy cầu, ít buồn khổ như vậy. Chẳng phải ta lại hồn nhiên như một đứa trẻ sao? Trước khi bạn già đi, hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt, một khoản tiền, những ngày tháng rảnh rỗi, những người bạn tốt, một không gian dành riêng cho mình và một tín ngưỡng chân chính mang lại sự bình yên trong tâm hồn của bạn.